xin lòng hắn ạ. Xin giới thiệu hắn ạ, thôi là Tiến Nhìn Nu. Xin chào khán giả. Đây là một bộ phim giải tập Làng Loạn Nhịp. Đây là một bộ phim ấy, tôi thì cũng đã được xem rất nhiều những kịch bản về sitcom. Thì tôi thấy rằng đây là một cái bộ phim mà nó rất là hóm hình, duyên dáng, dễ thương. Với dàn diễn viên được quy tụ ở phim này ấy, cũng rất hợp vai. Và đây là một bộ phim mà dự kiến là kéo dài nhiều tập. Trước mắt là dự kiến là 200 tập. Và các diễn viên ở đây ấy, rất là phấn khởi khi mà những chọn được những diễn viên rất là hợp vai của mình. Thì tôi cũng rất là yêu thích cái vai của mình, là ông Chiến, gọi là ông Chiến chỉnh chu, nhưng lại thích làm những điều mà không chỉnh chu. Đấy, và lần đầu tiên tôi vào cái vai ấy là nói ngọng níu ngọng lô nhưng mà lại hay nói. Đấy, và trong một cái gia đình thì lại có một cái người con ấy thì lại làm cán bộ. Đấy, nên là hai cha con suốt ngày gây mâu thuẫn với nhau. Đấy, và phim này ấy là một cái phim mà rất là hài hước, và đặc biệt ấy là rất rõ những cá tính của người nào ấy, là rất rõ những cá tính của người đấy. Và tất cả các vai nó đều có những cái hóm hình hài hước. Đấy, và hy vọng rằng đây là một bộ phim ấy, sẽ mang đến một cái chất phim sitcom mới lạ và hóm hình, mang lại tiếng cười cho đông đảo khán giả. Các quý vị khán giả, các quý vị khán giả hãy ủng hộ và nhiệt tình theo mấy phim Làng Loạn Hiệp nha. Xin cảm ơn. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi kênh truyền hình của Style TV. Mình là Việt Bắc, chắc hẳn là mọi người cũng quá quen thuộc với khuôn mặt của mình rồi, bởi vì là tính đến thời điểm này là Việt Bắc cũng đã được làm việc với cả Style TV hơn chục năm rồi đấy. Và ngày hôm nay thì Việt Bắc cũng rất là may mắn và vinh dự khi Việt Bắc lại được Style TV mời vào thể hiện một cái vai, đấy chính là trong cái series Làng Loạn Nhịp. Và thực sự thì cái nhân vật của Việt Bắc thì như mọi người đang nhìn thấy đây, nhìn rất là nghiêm túc đúng không? Cổ, đấy, đóng cổ cồn này, đấy, tóc 37 này, nhìn rất là một người, thôi mình bật mí luôn đi. Cái nhân vật này là một trưởng ban văn hóa xã, tức là luôn luôn muốn cái làng, muốn cái xã Tân Tiến này phát triển càng ngày càng văn hóa hơn. Và về cái hình tượng, về nhân vật thì mọi người đã nhìn thấy râu này là râu thật nhá. Đấy, đọc cũng rất đông. Đấy, còn về tóc tai 37 và tác phong cử chỉ, và một cái điều đặc biệt nữa là trong cái nhân vật dũng rồng dài của mình đây, là mình nói tiếng Nghệ Á. Khi mà mình nói tiếng quê hương của mình thì mình phản ứng cũng phải là tròn vành và rõ chữ, để cho khán giả tất cả các miền Nam Trung Bắc là người ta đều nghe và hiểu được, chứ mình cũng không sử dụng nhiều cái tiếng địa phương đâu. Tuy Việt Bắc đã được làm việc với Style TV cũng hơn chục năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Việt Bắc được làm việc với anh đạo diễn Trần Vũ Thủy. Phải công nhận là khi lần đầu tiên được làm việc với anh ấy thì anh ấy cũng là một người công nhận là anh đang rất là thanh niên. Khi mà mình xem cái cách làm việc của anh ấy và anh ấy làm việc với mình ấy, thì anh ấy luôn luôn cho diễn viên được cái tư duy và sáng tạo những cái riêng của bản thân mình, chứ anh ấy không gò bó hay gò ép mọi người theo một cái dập khuôn gì cả. Và mình rất thích và mình rất trân quý cái điều này. Thôi nhá, Việt Bắc chỉ bật mí một tí thôi. Còn mà quý vị và các bạn muốn hiểu rõ hơn về cái Làng Loạn Nhịp này thì quý vị và các bạn hãy xem series Làng Loạn Nhịp của Style TV. Không hay không lấy tiền nhá.